Em tên là Hồ Nghệ Hoàng, hiện năm nay em 26 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ, hiện tại em làm nhân viên của ngân hàng. Nhân viên ngân hàng? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. Bạn cùng chơi và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Bạn tên là gì? Dạ thưa chị, em tên là Nguyễn Thu Thủy, em năm nay 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên ngân hàng. Ngân hàng luôn? Dạ. Hai bên ngân hàng. Ngân hàng đụng ngân hàng có vấn đề gì không bạn? Ngân hàng đụng ngân hàng thì có cạnh tranh rồi chị. Không, nhưng mà mình phải cạnh tranh lành mạnh nha. Dạ. Nhìn vóc dáng không, ngồi ba vòng chuẩn nha, rất là sexy luôn. Có ai khen bạn vậy chưa? Dạ có chị. Có rồi hả? Dạ không, tại vì em cũng có đi học một vài lớp kỹ năng nên thành ra em nghĩ chắc từ từ nó cũng thành cái bản năng của mình. Thủy làm bộ phận nào ngân hàng Thủy? Dạ thưa anh Quyền Linh, em đang làm bộ phận chăm sóc khách hàng á. Chăm sóc khách hàng, bộ phận này rất là dễ thương này, ngọt ngào. Dạ. Xin Hồ Nghĩa Hoàng, bạn làm bộ phận nào? Dạ em làm bộ phận quản trị rủi ro ạ. Là cụ thể sao bạn? Có nghĩa là kiểm soát gian lận, ví dụ như hồ sơ lừa đảo hoặc là kiểm soát nợ của bên ngân hàng. Bạn làm bao lâu rồi? Em làm bên ngân hàng thì chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn làm bên công bên bộ lĩnh vực tài chính thì là gần 4 năm ạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An? Em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Rồi ở đây với ai? Dạ em ở với anh chị ạ. Và bạn sơ sơ là khoảng mấy mối tình? Dạ em khoảng 2 thôi ạ. Khoảng 2 mối tình? Dạ đúng rồi. Bạn có thích quen đối thủ cạnh tranh của mình không? Dạ có nghĩa là bổ trợ cho nhau. Ví dụ như công việc của em thì cần tiếp xúc nhiều thì bạn nó sẽ hỗ trợ cho em lên. Sao đối thủ mà sao hỗ trợ được? Có nghĩa là bạn nữ làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng, còn em làm bên bộ phận quản trị rủi ro thì ví dụ em cần liên hệ khách hàng mà em muốn nó giao tiếp giỏi hơn thì em cần nhờ bạn hỗ trợ thêm. Còn bạn nữ có thích quen đối thủ của mình hay không? Dạ có thể em hỗ trợ rồi em lấy khách hàng về bên em cũng được đó. Đó. Từ xưa là bạn đã quen người nào làm trong ngân hàng chưa? Dạ chưa ạ. Chờ bạn giới thiệu về mình một chút xíu, ưu điểm hay là nhược điểm của mình? Ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng, gặp mọi người em rất là dễ bắt chuyện. Đó là công việc của mình hàng ngày mà đúng không? Dạ. Rồi còn nhược điểm của em là lúc trước á là em rất hay nóng giận. Nghĩa là khi gặp một cái gì đó mà em không thích á là em thường thể hiện ra cho mọi người biết là em không thích cái chuyện đó, đừng làm nữa. Nhưng mà bây giờ em đã biết cách tiết chế cái chuyện đó. Nghĩa là trước khi mà mình mở miệng mình nói một cái gì đó là em sẽ thở 5 giây đã rồi em mới bắt đầu em nói. Giống như là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dạ đúng rồi. Mà khi thở 5 giây rồi tự nhiên cái nó bớt nóng giận luôn. Đó cũng là một cách rất là hay. Vậy là chị cũng phải cố gắng chị học em này, chị thử coi cho chị sao chứ chị cũng hay nóng giận lắm. Em sở thích của mình là gì Thủy? Sở thích của em thường thì em thích đi du lịch chị. Thường đi du lịch đi với ai? Thường là em đi với bạn mà. Rồi bên kia có thích đi du lịch chung không nè? Dạ có chị. Bạn nói về ưu khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em đó là em biết nấu ăn và có thể nấu được nhiều món. Thứ hai là hiền lành. Thứ ba là em hay hát ạ. Ví dụ đi đám cưới thì vì mặc dù hát không hay mà đám cưới nào em cũng lên hát hết ạ. Biết nhảy không? Dạ, nhảy thì nhảy sơ sơ. Vừa hát vừa nhảy được không? Có thể ạ. Thử xem nào. Bạn nữ bên kia chú ý nha, khán giả vỗ tay là hay đó. Còn khán giả ngồi im là không hay á. Chuẩn bị. Action. Rót mãi những chén chua cay này, lê bêu như gã su ca buồn, lang thang bướng với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền, buồn nào đưa ta qua bao nỗi đau thương này, giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi em yêu đã giết ta trong một đêm môi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men. Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay. Khi xưa em bước theo tình vui kia đi rồi. Nào ngờ đâu em quay lưng coi ta quá đau buồn. Giữa quãng đời làm người tiền si quá. Nửa bài được. Nhảy hay quá. Nhảy dữ dội luôn. Bạn nữ mà thấy hết hồn hú hồn luôn. Nãy giờ Thủy mặc dù không có nhìn thấy nhảy mà Thủy nghe giọng hát là cảm nhận về bạn trai bệnh như thế nào? Em nghĩ là bạn trai rất là chịu khó hát đó chị. Rất là chịu khó hát, bạn cũng rất là chịu khó nghe. Dạ. À, mình có biết hát không? Dạ em hát thì cũng không hay nhưng mà em cũng lâu lâu cũng hay hát. Rồi biết nhảy không? Dạ em cũng có học nhảy. Rồi mình làm lại mình nhưng mà hiện giờ em mặc váy vậy thì em khó nhảy lắm chị. Ủa, tại vì nhảy phải mặc váy chứ muốn mặc gì nhảy? Tại bình thường em học là em học sexy dance, em nhảy quằn quại lắm chị ơi. Vậy quằn quại đại đi, làm thử một khúc đi, một đoạn thôi nha chị. Đúng tại
biểu diễn vừa vừa thôi. Muốn biết hẹn hò nhau đi rồi mình biểu diễn tiếp ha bạn ha. Dạ. Bây giờ bạn có cái chuẩn cái người bạn trai mà mình muốn mong muốn tìm kiếm là như thế nào không? Bạn nam đầu tiên phải là một người quyết đoán và không có dễ bị tác động bởi ý kiến của người khác. Còn về hình thể thì phải cao 1m78. Sao phải 78? Cao cao cỡ như anh Bình Minh vậy chị, em thích như vậy. Cao. Dạ. Nhưng mà đừng có nghĩ là vì mình cao nên mình có quyền cân nặng quá đáng. Nặng thì cũng cỡ chừng 76 thôi anh. Cô này cũng khó dữ á. Bà nói mình có 75 à. 75 là được rồi, 78 giờ kiếm ở đâu ra. 75 thì nặng cỡ 73kg thì được. Rồi bạn nữ đưa ra tiêu chuẩn như vậy, còn bạn nam? Một bạn gái của em là cũng từng cao tương đối khoảng 1m6 trở lên. Hiền lành và chút có chút dễ thương. Bên kia giống Bình Minh, bên đây giống ai? Á Hầu Huyền My. Tiêu chuẩn cao quá nha. Bên đó có đáp ứng được nhu cầu bên đây không? Sao Thủy? Em thấy cái đó cũng bình thường chị. Dạ bạn được. Không thích điểm nào ở người bạn trai? Em không thích là thứ nhất bạn nam đừng có quá xòe xòa. Hơi dơ dơ hay này nọ là em không chịu. Sạch sẽ tươm tất. Dạ đúng, sạch sẽ tươm tất, đừng có quá đen. Mũi đừng có quá to. Quanh Linh đen lắm á. Nhưng mà vấn đề là tại vì anh hay cười nên nó cũng sáng ra được miếng chị. Trời ơi. Hôm nay bạn chương trình với ai? Em đi với 4 người chị. Hai em gái với hai người bạn của em đang ngồi hàng ghế đầu. Chào các bạn. Mấy em là chơi chung với Thủy thì sao? Dạ em là em ruột. Em ruột hả? Dạ. Thủy thì có nhiều bạn trai dòm ngó không? Dạ có. Mà không chọn được ai hết hả? Dạ đúng rồi. Thì sao vậy? Không dạ, khó tính quá. Em có khuyên chỉ là bớt bớt xuống để mà có chồng chưa? Dạ có khuyên nhưng mà tại vì mấy anh đó chắc là không hợp. Anh bên này thấy hợp không? Dạ anh này em thấy là được cái chiều cao. Với lại nhìn anh này quen quá, không biết có quen từ trước không? Dạ. Sao? Cái này hay à? Quen lắm. Trời ơi, mất công để tham gia chương trình nữa. Quen không? Dạ có quen chị trên truyền hình ạ. Đó. Sao quen cô kia trước vậy? Thì đó. Cao 1m75. Dạ 1m8. Gì? 1m8 chị. Sao nãy mới nói 75? Không, 75kg chị. 75kg cao 1m8. Đâu đứng lên thử coi. Có nói thách không? Cũng thường thôi mà. Không em cao hơn chị được rồi chị. Chứ lẽ lùn hơn tôi. Ngồi xuống đó đi. Dạ. Cũng dễ thương để vậy. Được lắm. Rồi. Như vậy là hợp rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên để bạn ấy cảm nhận về nhau. Kéo màn. Ta sẽ có 2 phút để cùng trò chuyện, nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu. Quen không? Cũng may là không quen. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Chào bạn. Lạ nhỉ, ấn tượng nhỉ. Nếu như hôm nay mình và bạn đồng ý hẹn hò thì mình mời bạn tối nay đi nhậu được không? Mình thì mình không thích đi nhậu. Mình chỉ thích đi ăn uống hoặc xem phim, cà phê thì được. Thật ra mình cũng thích con gái đi nhậu thôi. Nếu vậy sao bạn mời? Không có là mình thử là. Thử lòng, thử lòng. Mời còn 4 cô kia nữa kìa, ngồi dưới nữa kìa. Mời có người à. Cái ấn tượng của bạn khi trước khi mà kéo màn lên với sau khi kéo màn lên nó có khác nhau nhiều không? Về mình á. Cũng như nhau à. Có là hay lúc chị Cát Tường giới thiệu là bạn có 3 vòng lý tưởng là mình cũng muốn nhìn qua để xem, nhưng mà tại vì quy định chương trình là không cho nhìn nên là đợi giờ mới nhìn được. Cũng nhìn hoa vòng nữa hả? Cuối cùng giờ nhìn thấy là sao? Y như chị Cát Tường khen à. Hạ bớt cái chuẩn gì qua hậu xuống giùm tôi cái nha. Thực tế một chút xíu thì mới cưới được vợ ha. Mình nói chuyện về tương lai đi, thí dụ như đến hôn nhân thì sẽ như thế nào, có mấy con, tiền bạc ai quản lý? Mục tiêu của mình thì khoảng năm nay hoặc là cuối năm sau cưới thì không biết là bạn thì như thế nào à? Tìm hiểu đủ thì cũng phải 2 năm. Cuối năm sau thì được không? Cuối năm sau thì nếu mà hợp nhau thì có thể được. Nếu lấy nhau thì sinh mấy cháu? Dù gái hay trai chị hai đầy đủ. Em thì chỉ 1 nam 1 nữ là được rồi anh. Làm ngân hàng, vậy thì ai sẽ quản lý tiền? Theo em thì vợ sẽ quản lý thì dễ hơn. Mà nếu như vợ quản lý nhưng mà chồng mà cũng có một phần riêng ạ. Vợ quản lý mà chồng có phần riêng là sao? Có nghĩa là đi đâu đó thì tự mình bỏ ra chứ không phải là kêu vợ đưa. Hoặc lúc mà cấp bách quá không có vợ đó thì em tự chi trả được. Thường thì tiền bạc là phải do vợ giữ đó chị. Còn cái khoản riêng đó thường thì là không được đó. Thôi bây giờ mình nói một câu tình cảm đi. Đi rồi mình quyết định bấm nút. Thì cảm nhận đầu tiên của mình về bạn là vui vẻ hay cười. Thì mình rất thích, cũng thích khoảng 80% ở bạn. Thì còn nếu như còn khoảng 20% thì mình sẽ tìm hiểu sau. Được không ạ? Được, mình rất thích về chuyện đó.
Còn cảm nhận về bạn thì mình thấy là bạn cũng hiền lành, nói chung là thích hát biết nhảy, là thấy là không phải là người sống khép kín rồi đó. Nói chung là phần còn lại thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ nha, có quyết định là bấm nút hẹn hò với nhau hay không. 1 Là Cáo, một con kim ngư và sinh năm Canh Ngọ. Tên dạ. Gì bạn? Em là Cáo anh ơi. Cáo hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Cáo là tên Cáo luôn hả? Cáo là biệt danh. Dạ biệt danh hả? Thế còn tên thiệt là cái gì? Dạ tên thiệt em Chùm Nho hả? Cáo là Chùm Nho hả chị? Ừ. Chùm Nho chắc để bạn bên kia đi. Em tên thiệt là Nguyễn Hữu Hoàng Thi. Hiện nay em đang làm chuyên viên ở một trường đại học. Chuyên viên gì em? Dạ chuyên viên ở phòng hợp tác quốc tế ở một trường đại học ạ. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay 25 tuổi. 25? Dạ. Thi 25 tuổi đúng dạ. không? Biệt danh là Cáo. Dạ. Cảm ơn chị. Bây giờ mời Chùm Nho. Mời bạn Nam. Dạ em xin kính chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Dân, em năm nay 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thiết kế cho một công ty xây dựng. Bạn đã nghe cái bạn kêu giới thiệu chưa? Dạ, có nghe bạn là cáo hay là sói gì đó anh. Bạn thích cáo hay sói? Dạ, cáo sói gì cũng giữ như nhau nên em thích hết. Em thích người giữ anh. Cũng thích người giữ kỳ vậy? Tại vì em cũng khá là hiền nên là tìm một người giữ hơn mình để cho nó dung hòa lại đó anh. Bạn sẽ giới thiệu, tự giới thiệu mình với cô gái bên ấy những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Em tự nhận xét mình là người rất là chung tình anh. Chung thủy hả? Dạ, em tự nhận xét mình thôi, còn người khác thì em không biết ạ. Nhưng mà bạn trải qua có mối tình nào chưa? Hai mối tình rồi anh. Một mối tình là vào cuối năm cấp 3 và một mối tình thì cuối năm đại học ạ. Tất cả là bị bạn gái bỏ hết anh. Bạn vẫn chung thủy. Dạ. Còn chung thủy với người yêu cũ không anh? Không em, ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Gì qua rồi thôi chứ đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Bây giờ hỏi Cáo nè. Dạ. Nhìn Cáo rất là cá tính. Thế Cáo có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì? Em giống như một quyển sách vậy chị. Chị đọc chương sau thì chị phải lật lại chương trước chị đọc. Tại vì chị không biết là con nhỏ chương sau có giống như nhỏ chương trước không. Đọc sách vô ta đọc từ đầu, ai đọc chương sau. Tại vì chị đọc từng chương thì cái chương sau của em nó hoàn toàn khác với chương trước luôn. Hình như em có nhiều hệ trong người lắm chị. Em là người phức tạp á. Cũng không phức tạp lắm đâu anh. Cũng dễ hiểu lắm. Nhưng mà để đạt được cái trình độ dễ hiểu đó thì cũng cần một cái người có tâm một xíu. Chứ hồi hộp quá cũng không hiểu em nổi đâu anh ơi. Chết chưa? Em có tâm mà anh, em có tâm. Không nói gì cổ đi, để cổ chém quá vậy. Sau này em sẽ cho em biết là anh có tâm hay không. Hỏi khai thác một kỹ một chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ khuyết điểm là phức tạp. Hồi nãy bạn trai cũng nói là phức tạp rồi đó, mà bạn nó không phải phức tạp. Dạ thì ưu điểm là thú vị, đúng. Nhưng mà khuyết điểm là phức tạp. Thú vị đó là bạn nói, chứ bạn chưa đặt vô cái tâm người ta có nghĩ bạn thú vị hay không. Đúng nhưng không? Mà ai cũng nói em thú vị hết chị. Cũng hy vọng là bạn trai bên kia sẽ thấy bạn thú vị. Thú vị không? Em thấy thú vị rồi chị. Thú vị rồi. Cái gì mà có phức tạp là thú vị hết chị. Bạn thích những điều gì ở người phụ nữ mà không thích điều gì? Mẫu con gái mà em thích là một người phải vui vẻ hòa đồng anh. Và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh. Đặc biệt là biết yêu động vật. Và... yêu cáo không bạn? Cáo nè, cáo dễ thương nè. Ủa tại sao phải biết yêu động vật? Dạ em nghĩ tại vì người mà yêu động vật thì thường người ta có cái tâm nó lương thiện anh. Nghĩ quan điểm của em còn là ta như không vậy. Yêu động vật ta không có lương thiện hả? Không không em nghĩ là người yêu động vật thì cái tâm người ta nó lương thiện hơn những người mình khác một chút. Dạ. Là không thích gì phụ nữ? Em không thích con gái quá ghen anh. Ghen ở mức cái vừa vừa thôi. Ghen cỡ nào là mấy là vừa vừa? Ghen đủ xài thôi em. Nhưng mà lỡ đối với em cái chuẩn đủ xài là tới đó, mà đối với anh cái chuẩn đủ xài là tới chỗ khác thì sao? Tới chỗ khác là tới đâu em? Thì ai biết gì chuẩn đủ xài của anh? Nói chung cái cặp này người thì phức tạp, người thì rắc rối. Giờ hỏi Nhi nè, bình thường cái sở thích mình á, mình hay làm cái gì? Sở thích của em á là nói chuyện với gấu bông hoặc là nói chuyện một mình. Chuyện mình là nói chuyện sao? Ví dụ bạn đang ở mình đi, bạn nói chuyện. Dạ, ví dụ như mà em đi ngoài đường đi, hôm đó là đang có một vấn đề cảm thấy tức lắm mà không nói được. Thí dụ trên đường về em sẽ đeo khẩu trang, không phải để che bụi đâu mà để mình nói chuyện. Tại sao lại nói tôi như vậy?
Tôi đâu có làm như vậy đâu, mà tại sao lại nói tôi như vậy? Lần sau mà làm như vậy tôi sẽ không làm như vậy nữa, mà tôi sẽ lại nói như thế này. Tức là em sẽ suy nghĩ ra một cái kịch bản hoàn hảo. Và mở miệng ra nói luôn hay là chỉ suy nghĩ trong đầu thôi? Em nói luôn chị, suy nghĩ trong đầu ức chế lắm chị. Có nghĩa là nói ta, lần sau tôi tại sao lại đối xử với tôi không có làm như vậy, tại sao nói như vậy? Lại như vậy đó. Dạ, em rồi em suy nghĩ là nếu như lần sau mà cái chuyện nó diễn ra như vậy nữa thì em sẽ nói là y chang như cái chuyện em đã suy nghĩ luôn. Mà 25 năm rồi, không có khi nào mà cái chuyện nó lặp lại chứ. Những chuyện gì mà người ta đã chửi em qua rồi thì như qua xong hết luôn chị. Cho nên là... Em xả ra cái em nhẹ bớt đúng không? Không biết có nhẹ không nữa, nhưng mà nhiều khi thấy giống như bị tâm thần vậy chị. Có một lần là đang đầu đèn đỏ, nó lớn quá, cái xong anh chạy xe kế bên nhìn em. Cái em nhìn anh đó, cái đèn chưa xanh mà anh chạy bước tiêu. Cái đèn đỏ đỏ chứ em cũng quay qua hỏi anh sao anh nhìn em. Chắc lúc đó em quen ảnh rồi. Tiếc quá ha. Tiếc ghê luôn á chị. Còn khúc mà ngồi nói chuyện gấu bông là nói sao? Nhà em nhiều gấu bông lắm. Rồi. Thì em sẽ đặt tên cho nó là Sikula nè, Phèn La nè, Mila gì đó. Nói cái gì với nó? Trời ơi, sao bữa nay cưng ở nhà có một mình vậy, cưng có buồn không? Rồi, vậy hiểu rồi đó. Vậy hiểu rồi đó. Đó là lý do là tại sao mà em lại đến với chương trình đó chị. Em có muốn anh làm gấu bông cho em không? Em nói chuyện với gấu bông đủ rồi. Bây giờ em cần một người để em nói chuyện thôi. Người đó có thể nói chuyện lại với em. Nãy giờ nghe bên kia nói chuyện một mình, nói chuyện với gấu bông có sợ không? Bình thường nói thật là em cũng hay nói một mình giống bạn nữ bên đó. Đúng thệ luôn. Nhiều khi em đi, ví dụ bạn em chở em nhớ lại những cái ký ức cứ ngồi. Em không tính phát ra miệng, nhưng mà tự nhiên cái mình nghĩ hồi cái tụi mình nói hồi nào mà không biết luôn. Hai người này dắt về nói bóng nói gió nói phòng lòng không. Ông này cũng hay á. Dạ. Lạ nha. Nói ai cãi nha. Ông chưa bấm đèn xanh đèn đỏ hết trơn, tôi chạy trước rồi đó. Đúng hệ với em rồi đó. Cô gái này rất ấn tượng, xem mà không hào. À, chào em. Dạ em chào anh. Nhìn rất là dễ thương, rất là xinh đó chứ. Dạ cảm ơn. Nãy nghe nói chuyện rất ấn tượng với cách nói chuyện của em. Đúng là cô gái cá tính. Em ở cùng quê với anh á. Ủa vậy hả? Em ở Tiền Giang. Ở đâu? Ở Cái Lậy. Em ở Cái Lậy hả? Trời ơi, gần sát bên anh luôn. anh quyền lên, em cũng ở Tiền Giang nè anh. Bên Tiền Giang nữa hả? Em gốc là Quảng Ngãi, nhưng mà ba mẹ em sống ở Tiền Giang mười mấy năm rồi. Em ở dạ. Cái Bè. Cái Bè rồi, dạ. Anh ở giữa. Dạ. Có gì đừng ghét của anh nha. Bây giờ hai người nhìn nhau để cảm nhận xem gấu bông hay gấu lông. Kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để trò chuyện với nhau, 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Tặng em. Cảm ơn anh. À, gặp anh ở ngoài có gần giống như cái hình ảnh mà lúc nãy bên kia em tưởng tượng đâu? Hồi nãy em không có tưởng tượng ra mặt anh. Sao, đẹp trai không? Chắc cũng đẹp. Chắc hả? Cái chữ chắc đó là nghi ngờ. Em có thích đi phượt không? Cũng có, nhưng mà hồi trẻ thôi. Ủa bây giờ già rồi hả? Bây giờ già rồi, cho nên không thích đi phượt nữa. Em không chịu được nắng gió. Đi thì đeo khẩu trang, chùm mang mắt kính vô. Tại vì anh rất là thích đi phượt. Anh, công việc của anh nó rất là áp lực, nên là vào thứ bảy chủ nhật thì anh hay đi chơi mấy tỉnh gần gần như Vũng Tàu, Tây Ninh nữa. Mấy tỉnh đó em đi hết trơn rồi. Không, anh đi nhiều lần chứ đâu phải dạ. Là chưa đi đâu. Dạ. Bình thường là em thường đi chơi ở đâu? Hồi còn trẻ á. Trẻ hoài. Hồi một năm về trước anh, thì em đi chơi nhiều lắm. Chỗ nào vui là em đi chơi à. Thí dụ như em mở mắt ra em nghĩ là hôm nay mình phải đi du lịch, thì em sẽ coi em thấy là em đi xa được hay đi gần được, và em chọn này một tỉnh thì em coi đi coi như thôi. Là giờ hòn coi hòn đảo quá. Không có đến nỗi vậy đâu anh, tự nhiên em thích thì em đi thôi. Nhưng mà giờ em già rồi thì cho nên em chỉ ở nhà thôi anh. Em ở nhà em chơi với gấu. Rồi em có câu hỏi nào muốn hỏi anh không? Cho điểm từ 1 đến 10 thì trong tưởng tượng của anh với bây giờ anh nhìn em, cái sự khác biệt đó là bao nhiêu điểm? Anh nghĩ là khoảng 8 điểm. Là khác đến 8 điểm lận luôn hả? Tức là em chỉ có được có 2 điểm mà anh tưởng tượng trong đầu. Nhầm rồi, ý anh nói à, tức là anh chấm em nói... được 8 điểm. Đúng rồi, đúng rồi. Nào giờ em không có được bao giờ được 8 điểm hết trơn. Tại hôm nay anh thoải mái một chút, 8 điểm cao chứ. Em thật lòng mà em thoải mái. Anh em thật cáo lắm. Nhưng mà em hiền lắm anh, em không có cấu xé đâu. Như anh nói thật đi. Tối hôm qua anh có ngủ được không? Ngủ ngon không? Sao lại hỏi câu đó? Tại tối hôm qua em không có ngủ ngon. Hôm qua anh ngủ rất là ngon. Nên là bây giờ anh thoải mái mới nói thật là cho em 8 điểm. Tối hôm qua em hay suy nghĩ về hôm nay, cho nên ngủ không được ngon. Vô một câu cuối cùng tình yêu nè, tình cảm nhấn nút nè, lẹ. Anh chỉ hỏi câu cuối cùng là em nhìn tổng thể về tất cả mọi thứ em thấy anh như có thể là một cái bà vai cho em nơi tựa được không? Cũng nam tính. Chắc chắn. Cũng tự tin. Có đầy. Cho mấy điểm? 7 điểm.
7 điểm hả? Không, anh thua em cũng được, không sao. Rồi, quyết định suy nghĩ ấm nút hay không? Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Gấu bông hay gấu lông? Con cáo hay chùm nho? 3 2 1. Hết thời gian. Bạn nam đã nhấn nút, tại sao bạn nữ lại không nhấn nút? Chắc tại phản ứng chậm hay sao, anh suy nghĩ ra mất suy nghĩ. Suy nghĩ bạn có tiếc, hối tiếc vì điều đó không? Dạ, tại vì sau chương trình này tụi em cũng có thể làm bạn mà, đúng không anh? Tôi có câu lạc bộ fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, các bạn sẽ gia nhập vào cái câu lạc bộ đó để cùng tìm hiểu với nhau. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn em. Cảm ơn chương trình ạ.